ổn lại kìa. Anh mày mệt quá, mày đi tìm một ít rau nhiều vitamin C cho anh đi. Vậy em đi hái ít ổi, cam xoài về cho đại ca nha đại ca. Không, anh đang bị lết bao tử nữa mà, không ăn chua được, đi tìm rau đi. Tìm rau hả? Ok, để em đi tìm cho đại ca. Ủa, con sâu đáng ghét, tìm tìm cái gì vậy ta? Ê nè, sâu rớm, tìm gì vậy? Ta tìm gì kệ ta, hỏi làm gì? Thì anh biết có gì anh giúp em. Có thiệt không? Nhà ngươi đừng có xí gạt ta nha. Anh là người tốt bụng, chỉ chuyên đi giúp người khác, gạt em mới làm gì, không tin đi thôi. Đại ca ta bảo á là đi tìm rau có nhiều vitamin C để bồi dưỡng. Rau nhiều vitamin C, quá đơn giản. Cái cây kia kìa. Thiệt hả? Cảm ơn nhiều nha. Vậy ta đi hái về cho đại ca ta đây. Công nhận mất cười dễ sợ. Người gì đâu mà dễ bị gạt nữa. Nói vậy cũng tin nữa. Ủa, chuyện gì mà Thanh Duy cười vui dữ vậy? Ủa, đâu ta khỏe. Chuyện không có gì, vừa mới gạt tên sâu rớm đó. Vui trong người quá trời. Thanh Duy lừa chuyện gì? Cái tên sâu rớm đó, hắn ta đi tìm cái rau mà chứa nhiều vitamin C để về cho đại ca hắn ta bồi bổ. Thanh Duy chỉ nói giỡn, chỉ đại cái đám cây cỏ vậy mà hắn ta cũng tin, đem về cho đại ca. Kỳ này nguyên cái đám sâu rớm này đau bụng chết luôn á. Thế Thanh Duy thông minh không, đốc tài khỏe. Nghĩ lại còn mắc cười quá trời. Anh Thanh Duy quá thông minh luôn á. Ủa, em có dạy? Em trốn đâu từ sớm giờ vậy? À, ai nói với Thanh Duy đó là cây cỏ dại? Vì chứ là cây gì? Đừng nói là cây đầu phộng nha. Thanh Duy biết cây đầu phộng đó không có dễ bị gạt đâu à nha. Em lại đau chùm ngay, vô cùng giàu vitamin C luôn. Anh chỉ cho cái tên sâu đó quá đúng luôn á. Ủa, em là cây chùm ngay hả? Đúng vậy, chùm ngay có vitamin C cao gấp 7 lần so với cam đó Thanh Duy. Ngoài ra thì em còn có nồng độ đạm cao gấp 2 lần sữa, lượng canxi cung cấp gấp 4 lần sữa, lượng kali cao gấp 4 lần chuối, lượng vitamin A cũng cao hơn hẳn so với cà rốt luôn. Thanh Duy có nghe nói về rau chùm ngay, dùng làm thực phẩm mang lại giá trị dinh dưỡng rất là cao. Mà từ xưa tới giờ Thanh Duy chưa có ăn mà cũng chưa có sử dụng, cho nên không biết nó như thế nào. Kể từ bây giờ Thanh Duy sẽ bổ sung rau chùm ngay vào mỗi bữa ăn của mình mới được. Ấy 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 ấy, không được đâu nha. Chùm ngay rất tốt nhưng cũng phải cẩn trọng, không nên lúc nào cũng ăn, chưa kể là nó không hề tốt cho người mang thai và sau khi sinh đó nha. Ai mà đang mang thai á, ăn em nhiều sẽ dẫn đến sảy thai đó, rất là nguy hiểm nha. À, Thanh Duy vô tình giúp cho sâu bồi bổ quá tuyệt vời luôn rồi đó. Hey, thì đó, cái đám sâu rốn chỉ cần bổ sung vitamin C, không ngờ nhờ Thanh Duy bây giờ bổ sung thêm canxi, kali và vitamin A nữa. Giờ thực sự không biết làm sao. Thì giờ sau á, hắn bồi bổ, hắn khỏe mạnh, hắn đến tấn công khu vườn của lớp tôi khỏe nữa chứ làm sao. Hey, anh khỏe rồi. Tụi bay đâu? Tàn sát khu vườn của lớp tôi khỏe cho ta. Ôi, Thanh Duy. Trong hoàn cảnh này, Thanh Duy nghĩ đốc tờ khỏe với lại chùm ngay nên bảo trọng. Còn bây giờ Thanh Duy chọt lẹ. Trời, đốc tờ khỏe nói với chùm ngay. Chào tạm biệt quý vị khán giả.